Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là 9 con máy giá cả cực kỳ mềm luôn. Trong clip này em sẽ free ship cho những anh em đã tương tác với em trên cái bài đăng này. Những anh em nào không tương tác thì em cộng ship giá y cũ nha anh em. Thông cảm giúp em, anh em nào tương tác em thì em sẽ free ship. Em đã chụp hình em sẽ list lên từ đợt cho anh em xem. Với em sẽ ưu tiên những anh em nào chốt máy ở phần comment của YouTube. Để anh em alo em thì em nói sợ em bán người này bán người kia, anh em nào chốt máy ở đó em ưu tiên gỡ trước bán trước. Rồi em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Đây, đầu tiên em sẽ lên cho anh em là con máy đua chuột. Đây. Đây qua đua chuột Bắc Green nha. 4050H. Con này tương đương với cái 5000 6000 Shimano. Hàng này hàng của Thái Lan. Đưa chuột dặn ok. Ok hết. Ok. Hoạt động thì em mở coi. Máy không kêu nha anh em, máy quay không kêu. Đây, mười pin sóng. Tiếp mười pin. Cứng. Giá con này em bán công khai cho anh em là 280k. Đây, máy cực kỳ mới nha anh em. Máy chuẩn mới luôn á. Đây. Máy con này mới tầm 90-93% nha. Hoạt động ok, mượt nha, không rung lắc. Máy quay không kêu nha, cho anh em nào thích không kêu gà gà. Đổi tay trái phải bình thường, giá 280k. Chốt cộng. Chốt. Anh em là chốt trước thì em bán trước nha anh em. Rồi, ok, em lên máy số 2. Đây, máy số 2, máy xuất sắc, máy Shimano. Máy xây 10.000, cước bự được 200m. Cước 12 giờ được 160m, xây 10.000. Đây, xuất sắc. Con lăn thì gần chống gói cước. Xuất sắc. Xuất sắc. Đây, chạy hai mặt đạn dòng tua là 1.4.8. Hoạt động êm mượt. Em bán con này với giá là 250k. Anh em chốt cộng số điện thoại giúp em. Đây, máy xấu thì em bán giá xấu 200 250k. Hàng của Nhật anh em, mua bên sống ok, cái chống mới cước. Hoạt động êm mượt, không lỗi nha. Lỗi em bao lỗi. Đây. Nên tiếp theo cho mình là một con máy rất là bóng, máy Daiwa ST 1500. Đây mua bên sống. Xe chuẩn cho nó là 5000 cử, cước 5 vô được 220m. Cước 6 vô được 180m, xe chuẩn 2000 cử, nó 5500. Đây, con lăn ok luôn nha anh em, không phải sơn nha, rất là bóng. Hàng của Nhật, một bên sóng. Hoạt động ok. Một bên sóng ok. Em bán con này giá hữu nghị cho anh em luôn, 320k. 320k nha anh em, máy số A, Daiwa ST 5500. Đây ngoại hình còn khoảng 93-95% bình thường. Đây ngoại hình rất là ok nha anh em. Hàng của Nhật nha. Đây, lấy một bên xài cho anh em xem. 320k, máy số 3, anh em chốt. Chốt nhanh nha anh em, giá hôm nay là cực kỳ hữu nghị luôn. Máy số 3. Đây, giá con này ok nữa. Đây, giá máy con này là máy Daiwa 5000G. Đây máy carbon thì em nói carbon anh em. Thân carbon anh em, nồi carbon luôn. Vì máy nó để carbon thì em báo vậy thôi. Máy nó không để thì em cũng không chắc với anh em là carbon hay không nữa. Đây cabo, đây cabo Sprinter HT. Cước 10 vô được 200m, xe chuẩn 10.000. Có động nồi cho anh em luôn nha anh em, tặng động nồi đi theo máy luôn. Đây
nồi nồi sâu độ nồi thành nồi nông, cho nên nào cần thì cần hoạt động ok êm mượt không rung lắc. Máy mới tầm khoảng 95%, hàng đã qua này đã qua tay qua nha anh em. Mất in Taiwan để em lấy nét cho anh em xem. Con màu đỏ khó thấy quá. Hoạt động ok mượt nha anh em, không rung lắc. Đây không nghe tiếng động lạ luôn. Máy này là máy số 4, với giá 350k, cho máy mượn ngàn, giá 350k là quá ok rồi. Máy đảm bảo với anh này là máy còn mới, con này còn mới tầm 95%, không có vết xước luôn. Máy số 4. Rồi tiếp theo máy số 5. Đây máy số 5 cũng là con Daiwa ST5000W em. Con Daiwa này cũng là Daiwa coi, có để chữ carbon thì nói carbon. Không, con này không phải carbon, không để chữ thì không phải. Nồi cũng bị thịt con đó luôn, mô bên sống. Đây, thì mẻ chân chút xíu nè, mẻ một chút tí thôi. Rồi cộng ok, không rung lắc. Rồi cộng rất là nhẹ nha, thấy không? Quay một vòng nó quay dẹo dẹo luôn. Bật qua. Đây, mô bên sống anh em. Em dán giá con này cũng là 350k cho anh em nào cần. Đây. Đây cước mừng của được 200m. 350k. Xây 10.000 máy Taiwan. Nha anh em. Đây con này. Đây là 5.000. Đây, con này carbon thì em nói carbon. Nó vẫn để carbon thì em nói carbon thôi. Chứ em không biết nó. Ở bên sống ok. Nhà cộng ok. Thế nào, không rung lắc. Ngoài hình con này khoảng 90%. Đây, xước đít một ít thôi. Đây, anh em nào về đánh tập câu câu giá sinh viên 350k. Máy số 6 350k, máy số 5 cũng 350k luôn, hoạt động ok. Chân chuồng mua bên sống. Tặng động nồi cho anh em nha. Động nồi đây. Tặng cho anh em về. Muốn cước nhiều thì động, không muốn cước nhiều động đây. Hoạt động ok, êm mượt. Máy em test con lăn nha anh em, lăn quẳng lăn nha anh em. Để cước ok. 350k cho anh em lo cần. Rồi để em lên máy số 6. Đây. Máy số 6 của mình là con Wicker Carbon ATS 3000. Dòng ATS 3000 thì anh em xăng đi. Về đánh bao ok, nó mắc tem nồi thôi. Tất cả tem hai bên đều có. Đầy đủ tem hết, chỉ mắc tem nồi. Mô bên sống. Còn lăn lăn bằng sứ, chống ăn mòn. Chống ăn mòn với chống có cước, mô bên sống, cốt trợ lực. Đây lăn nồi còn đây. Đây cốt trợ lực. Mô bên thì mô bên sống. Nhông thì nhông đồng thao. Giá con này em cũng bán 350k luôn cho anh em nào cần. Hoạt động ok, êm mượt. Có khóa âm. Máy xước xác cho anh em, máy xước xác. Đây mắc tem nồi. Đây, ở trên đây không bị gì hết. Mọi thứ ok. Giá 350k cho anh em nào cần. Hoạt động ok, không rung lắc. Máy này thì chạy 3 mặt đạn rồi, chắc cho anh em luôn. Cốt này cốt trợ lực. Hàng có da băng. Hàng có Nhật. Giá 350k. Máy số 7 350k. Máy số đây. Đây Gatio 3.1.3. Con này là carbon chắc luôn nha anh em. Đây carbon răng gì đó. Máy của Ryobi. Con lăn này lăn bằng sứ, chống ăn mòn ok. Hàng thì hàng chuẩn Nhật.
xây thì xây xây này thì xây xây tầm 10.000, và cộng em mượt mua bên thì mua bên sống này, và cộng em mượt không công lắc anh em, không kêu mặt đạn luôn này, rất là nhẹ. Xe quay đổi trái phải được nha anh em. Giá con này em cũng bán luôn 350k cho anh em là xài xe 10.000, hàng chuẩn Nhật, máy carbon. Đây máy carbon, để máy carbon để báo carbon, hàng của Nhật, 350k cho anh em nào cần. Đây máy số 9, đây con máy số 9 đây qua Regen. Đây ra qua Regen, ngoại hình tầm khoảng 90%, 95% hàng của Nhật nha anh em, không phải hàng của Thái. Đây mô bin thì mô bin số. Xây con này, xây con này xây 5.000 gữ, và rộng êm cơ, ok êm mượt, không rung lắc nha anh em. Máy em đảm bảo với anh em là máy này nó không rung lắc là không rung lắc. Đây mô bin sống, mô bin số, con lăn lăn, hàng của Nhật. Giá chuẩn cho anh em là 350k luôn. Hôm nay bán giá sạch sàn luôn, đặc trọng thì khỏi nói rồi đó. Con gà ghen này anh em nào đã câu, đã chơi thì khỏi bàn, độ mượt của nó thì khỏi phần chê gì đâu hết. Đây một bên sống, giá công khai 350k cho anh em nào cần. Hình con đó tầm 95% anh em. Đó, đó là tổng thể tất cả 9 con máy em lên cho anh em. Anh em nào chốt cộng số điện thoại, số thứ tự của máy thì em sẽ liên lạc với anh em liền ngay lập tức. Có lẽ em sẽ liên lạc chậm nhưng mà anh em nào chốt trước thì em sẽ để thôi, yên tâm. Rồi, cảm ơn anh em nha. Nếu anh em muốn săn máy ghẻ thì em sẽ cố kiếm máy ghẻ cho anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Cảm ơn anh em nhiều.